Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLeadVN. Đây là CryptoLeadVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLead mỗi ngày. Bitcoin và chứng khoán chao đảo trước tin luận xấu về kinh tế Mỹ. Vào cuối ngày hôm qua, cả thị trường tiền số lẫn thị trường chứng khoán đều chao đảo sau khi dữ liệu lạm phát tháng 5 của Hoa Kỳ được công bố. Theo báo cáo, lạm phát vào tháng 5 đã tăng lên mức kỷ lục khi chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo giá cả hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi rộng, đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với tháng trước. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1981. Chỉ số tiêu dùng tăng cao đồng nghĩa với việc thu nhập thực tế của người lao động teo nhỏ lại. Chỉ số này giảm 0,6% trong tháng 4, dù thu nhập trung bình giờ tăng 0,3%. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập thực tế bình quân theo giờ của người lao động Mỹ giảm 3%. Số liệu lạm phát mới nhất đập tan hy vọng lạm phát có thể đã đạt được đỉnh và càng làm dấy lên nỗi lo sợ nền kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái. Kết quả sơ bộ về chỉ số Gini của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chạm mức thấp kỷ lục. Báo cáo lạm phát trên được đưa ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình tăng lãi suất để chống lạm phát. Báo cáo tháng 5 có thể làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản nhiều lần trong thời gian tới. Thị trường lập tức phản ánh tiêu cực để hợp nhất với báo cáo lạm phát, với chỉ số Dow Jones giảm hơn 800 điểm, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt. Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu, chỉ số Dow Jones rớt 880 điểm, tương đương 2,73%, xuống 31.392 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 2,91%, xuống 3.900 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite mất 3,52%, còn 11.340 điểm. Chứng khoán Mỹ chìm ngẫm trong sắc đỏ, kéo theo sự đi xuống của không gian tiền số. Bitcoin đã giảm từ mức cao trong ngày gần 30.400 đô la xuống mức thấp 29.500 đô la sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, và hiện Bitcoin vẫn đang âm 3% giá trị, trao đổi tại 29.275 đô la vào lúc 11 giờ trưa nay. Trong khi đó, đồng tiền lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường là Ethereum ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể, mất gần 7% giá trị trong 24 giờ giao dịch quanh mức 1.671 đô la. Nguyên nhân của sự lao dốc này là một phần đến từ bối cảnh chung của thị trường, nhưng một phần nguyên nhân lớn hơn chính là một số sự cố đã xảy ra với bản cập nhật The Merge, được ra mắt ngày 8 tháng 6 trên mạng thử nghiệm Robston. Một số đồng tiền khác trong top 20 theo vốn hóa thị trường như Cardano, Solana, Polkadot đều mất hơn 5% giá trị. Vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể giảm 3,7% xuống 1,25 nghìn tỷ đô la, bốc hơi hơn 5 triệu đô trong 24 giờ qua. Trước diễn biến khó lường của thị trường mà sự biến động của nền kinh tế vĩ mô, nhà bình luận nổi tiếng Quen Panda cảnh báo các nhà đầu tư đang hoảng sợ khi cân nhắc lại việc phân bổ Bitcoin của họ do hoàn cảnh vĩ mô. Bán phá giá Bitcoin của bạn vì lạm phát cao hơn dự kiến là một trong những điều ngớ ngẩn nhất mà bạn có thể làm, ông viết. Anthony Pompliano, đồng sáng lập Morgan Creek Digital, mô tả chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian gần đây là vô kỷ luật, gọi lạm phát là cuộc khủng hoảng quốc gia. Trong khi đó, Alex Kovshiskevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FX Pro cho biết, nói chung khoảng cách tương quan giữa tiền điện tử và thị trường chứng khoán là tin tốt trong dài hạn vì nó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sự yếu kém của thị trường cổ phiếu và trái phiếu, vàng giảm và thị trường bất động sản ảm đạm đang làm nổi bật tiền điện tử như một công cụ khác trong danh mục đầu tư đa dạng. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLeadVN, nâng cao kiến thức crypto.